Hello, xin chào mọi người. Đây là H2 Rubik Shop và hôm nay mình sẽ mở hộp một gói hàng cực kỳ lớn đến từ Mỹ. Tên tên, đây là gói hàng lúp đến từ The Cubicle. Để order được cái thùng hàng này mình đã phải đợi hơn một tháng. Có order từ đầu đầu tháng 3 mà đến bây giờ là giữa tháng 4 rồi. Hàng mới về, một thùng rất là to, thùng này là 10 cân. Một cái thùng rất to. Đây là cái chống sốc. Wow, cái hóa đơn. Đây chúng ta có 100 angstrom Big Nitas này, 100 angstrom Gravitas, 1 cubicle Mystic 1 lít, 1000cc 1 lít đấy. Cubicle Lab Seal cũng 1 lít, DM37 cũng 1 lít này. Speedy thì 120cc. Và đây là đặc biệt có Chasas 30k và Chasas 50k. Đều là cái ống to 25cc và 30k nước ngoài. Đây là một cái thẻ các visit của họ. Wow, rất nhiều hàng các bạn ạ. Đây là gì ta? Đây là Chasas 30k. Đây. Đây là 50k. Cái ống của nó rất là to. Tí nữa mình sẽ review cho các bạn xem cái ống của nó to đến cái độ nào. Đây là chai 1 lít này. Chai này là chai siêu 1 lít. Mình đặt cubicle làm đặc biệt. Đấy, đặt luôn chai 1 lít này, chỉ có mình có thôi. Đấy, là đặc biệt. Về đây mình sẽ chiết ra cái chai của mình. Chiết ra cái chai của mình thì nó sẽ cứng cáp hơn, nó tốt hơn là cái chai của hãng. Cái chai của hãng đợt vừa rồi bị leak ấy, bị rò rỉ ra nhiều lắm, nên là mình đặt luôn cái chai 1 lít này. Về bơm ra cho nó chuẩn. Đây là lọ Mystic. Cái túi thì to đây này. Túi Armstrong. Hai túi gọi là cái tâm để lúp đấy. Rất là nhiều các bạn ạ. Một túi bự. Cái này để ra đây, tí nữa đổ ra. Cuối cùng là lọ Speedy. Và Speedy này thì dung tích nó nhỏ hơn, tại vì chủ yếu là người ta dùng siêu, còn các bạn nào thích cảm giác mà cảm giác nó lạ đi một tí thì dùng Speedy. Lọ Speedy cũng rất là tốt, tuy nhiên là không được ưa chuộng lắm nên mình nhập ít. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần review chi tiết từng sản phẩm một nhé. Ok, để xem chúng ta có gì ở đây nhá. Đầu tiên là Chasas 30k 30k. Xem nào, cái này người ta gói kỹ quá. Mỗi một cái ống này là một cái bọc xốp này, một cái túi zip này. Đây chúng ta bóc cái bọc xốp ra đã. Ok, Chasas Deep Loop 30k. Ống này là ống to nhá, ống 25cc. 25cc tức là gấp 10 lần cái ống 2.5cc mà mình hay bán ấy. Cái vòi này. Đây là một cái ống rất là to. Từ cái ống to này thì mình sẽ chiết ra cái ống nhỏ hơn. Cái ống 2.5 thôi. Thì nó sẽ được khoảng 10 ống. Một ống to này sẽ chiết được khoảng 10 ống bé này. Đấy. Và sẽ bán lẻ cho các bạn. Đây là Chasas 50k. Thì cái loại Chasas này đặc điểm của nó là rất là êm, rất là mượt. Và tốc độ nó cũng rất là tốt nữa. Nên là nhiều bạn rất là thích. Tuy nhiên thì bây giờ mình mới có dịp để nhập về. Không phải lúc nào cũng nhập được đâu. Nó rất là khó. Tiếp theo chúng ta có Lubicle Speedy. Cái loại Speedy này thì được mô tả trên Cubicle là có tốc độ rất là cao. Đấy. Và có độ nhớt rất là thấp. Sẽ tăng tốc độ của Q lên và vẫn giữ được độ mượt mà của nó. Ok. Chai nhập chính hãng từ Cubicle. Đây là Cubicle Lab Silk. Đấy. Cái siêu này thì nó đậm đặc hơn là cái Speedy. Cái siêu này thì tốc độ nó vẫn rất là cao, nhưng mà nó mang lại độ mượt hơn cả Speedy. Chủ yếu là chúng ta hay quen dùng lại siêu này hơn.
Vậy đợt trước thì cái chai của Siêu nó bị rò rỉ ra nhiều quá, nó bị hỏng. Cho nên là đợt này mình yêu cầu là lấy chai 1 lít. Và từ chai 1 lít này mình sẽ chiết ra các cái chai nhỏ hơn. Các cái chai 3ml, 10ml mà mình hay bán. Đấy. Sử dụng cái chai nhựa nó cứng hơn, cái chai nhựa mà giống cái chai nhựa của Clorox và Sub 10. Đấy, hai cái chai nhựa đấy thì rất là tốt. À, tiếp theo chúng ta có Dynam 37 và Mystic. Thì hai loại này tác dụng của nó thì nó quá phổ biến rồi, không cần phải nói nhiều. Đây cũng là chai 1 lít nhé. Vậy chúng ta sẽ chắt ra những cái chai nhỏ hơn, những cái chai 3ml hay 10ml. Tất cả những sản phẩm này đều nhập chính hãng từ Cubico, các bạn không cần phải lo nhé. Đây là cái Angstrom. Rất là nhiều Angstrom. Đây là Angstrom Gravitas. Cái Angstrom Gravitas này dùng nó rất là nhanh, rất là mượt, mà mang lại cái độ người ta gọi là cushion ấy. Cái độ mà nó êm êm mượt mượt, không có sản phẩm nào có được ngoài cái Gravitas này. Gravitas, ok. Ở trong rất là đặc. Mỗi một sản phẩm Gravitas hay là Dignitas này đều tặng kèm 3 cái tăm bông và logo của Angstrom nhé. Cái này là shop tặng kèm riêng, chứ còn các bạn mua ở chỗ khác là không có đâu. Còn đây là Dignitas. Dignitas bây giờ có cả seal này, có cả bọc này. Không biết các bạn có nhìn rõ không? Nó có một cái... người ta quấn cái... bọc xong người ta sấy, nó có cái bọc ở đây. Tại vì cái Gravitas này là cái dầu dẫn của nó khá là lỏng, cho nên là nó hay bị tràn ra ngoài. Sử dụng cái lọ này nó không hợp lý lắm. Bây giờ người ta có thêm cái siêu nữa, nhưng mà chờ đây nó vẫn chảy ra ngoài khá là nhiều. Nhưng mà nó chỉ chảy cái dầu dẫn thôi, chứ nó không chảy các cái hạt ở bên trong được. Trên đây là toàn bộ sản phẩm mà mình đã nhập từ Cubico. Các bạn có nhu cầu mua hàng hãy inbox lên fanpage của H-Aerobic hoặc mua qua Shopee, Lazada của Shop. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy ấn like và subscribe kênh YouTube của H-Aerobic Shop để cập nhật những sản phẩm mới và những review chi tiết nhất trong thời gian sắp tới. Cảm ơn các bạn.